gội đầu ở Trung Quốc khác Việt Nam như thế nào? Nếu ở Việt Nam tiệm gội đầu toàn nữ thì ở Trung Quốc ngược lại toàn là dry. Ngành tóc được cho là rất vất vả khi họ phải làm việc liên tục 12 tiếng một ngày và 6 ngày trong một tuần. Nên 90% thợ tóc là đàn ông, 10% còn lại là nữ giới. Thợ tóc ở Trung Quốc không những đòi hỏi tay nghề cao, phục vụ tốt, khéo ăn nói mà còn phải đầu tư cho ngoại hình, quần áo để lấy lòng khách. Điều mình không thích ở tiệm tóc Trung Quốc là họ toàn sử dụng dầu gội công nghiệp và không nhãn hiệu, nên lần nào gội đầu về là da đầu của mình cũng hay bị khô và bị gầu. Mặc dù họ cũng kèm cái dịch vụ cào cấu cho đỡ ngứa hay massage như thế này. Có lẽ tốc độ mình thay màu tóc còn nhanh hơn Hà Nội vào thu. Mỗi tháng mình thay một màu, uống duỗi nhộm tẩy tóc để lên màu thời trang khiến tóc của mình trở nên hư tổ. Và cũng vô tình một chị du học sinh Việt gửi mình chai dầu gội nội địa Trung ngon bổ rẻ này. Dầu gội được chiết xuất từ trứng cá tầm, gội xong tóc mềm mượt hẳn ra. Không những tóc và da đầu sạch, da đầu còn được dưỡng ẩm mềm mượt không khô khó chịu. Sau khi gội các bạn có thể dùng chung với dầu xả cùng bộ sẽ có kết quả tốt hơn. Tóc sẽ bóng mượt như này, bồng bềnh và tạo nên độ phồng, độ dày cho tóc. Một chai có thể tích lớn 500ml, cả gia đình và già trẻ lớn bé trai gái đều có thể gội chung. Giá lại rất rẻ và tiết kiệm và nó có thể giúp bảo vệ màu tóc nhuộm của bạn lâu hơn. Chỗ mình đi là một tiệm tóc giá cũng khá là mềm, gội sấy và massage có 35 tệ 120k. Ở Trung Quốc không có văn hóa gửi tiền tip nên bạn không phải bo gì cho nhân viên cả. Còn ở Việt Nam gội đầu tốn bao nhiêu tiền? Hãy comment cho mình biết nha.